chúng tôi là công dân của Quang Trung, vừa đem sức dân thì vượt người anh hùng, dân của Quang Trung để vui cho cha xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, cùng đoàn kết chung sức chung lòng, cùng dựng xây mái ấm gia đình, cho phải đầy đồn, cho phải đầy tình nghĩa, cho tất cả chúng ta cùng đoàn kết chung sức chung lòng, cùng dựng xây chủ nghĩa xã hội trên quê hương con tôi, trên quê hương con tôi thân yêu. Chúng tôi là công dân của Quang Trung, quê đem sức dân đi bước người anh hùng, công dân của Quang Trung để vui chưa chán xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, cùng đoàn kết chung sức chung lòng, cùng dựng xây mái ấm gia đình, cho vào đây đồn, cho vào đây tình nghĩa, cho tất cả chúng ta cùng đoàn kết chung sức chung lòng, cùng dựng xây chủ nghĩa xã hội trên quê hương con tôi, trên quê hương Quang Trung.